3, 2, 1, bắt đầu. Thật sự là quá ấn tượng, em phải nói là quá ấn tượng luôn. Xin chào quý vị và các bạn. Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 2 tỷ 639 triệu. Và một chiếc xe tới từ Thụy Điển, vâng, Volvo XC60 với giá bán là 2 tỷ 890 triệu. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nên chọn mẫu xe nào. Mình tin đấy, với quý vị và các bạn là những người trẻ như mình ấy, thì rất thích cái thiết kế tổng thể bên ngoài của chiếc Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC. Cái phiên bản này thì được trang bị một cái gói gọi là AMG Line, bao gồm những cái chi tiết theo cái phong cách thể thao, ví dụ như là la răng này, lưới tản nhiệt phía trước này, kiểu dạng kim cương này, với một cái logo rất là đẹp phía trước này. Ở phía cản dưới là có những cái đường chrome và những cái chi tiết ở phần ốp cả tương đối là thể thao và hấp dẫn. Đấy là em nói em trẻ em thích, anh còn thích ấy. Thiết kế này đẹp. Tuy nhiên với Volvo XC60 thì cũng có những cái nét rất là riêng. Thiết kế nó cũng trẻ đấy, nhưng mà nó mượt mà và nó có cái gì đấy nó gọi là đầm đầm hơn. Tuy nhiên phần thể thao ấy, cái chất thể thao thì anh phải thừa nhận là không bằng chiếc GLC 300 nó có cái phần nhỉnh hơn một chút xíu. Quay lại với cái phần trang bị thì chiếc xe GLC 300 AMG này được trang bị cái bộ đèn multi beam. Với Volvo thì phần đèn thì vẫn là đèn LED, full LED. Nhưng cả hai mẫu xe này ấy, nó có một cái điều rất là chung là bởi vì là cái giá bán khá là cao. Thế cho nên là rất nhiều các cái vật liệu nhẹ được trang bị trên xe, nhẹ nhưng mà cứng. Trong đấy với Volvo XC60 này có cái dòng thép Boron, nó rất là cứng. Thế bây giờ là mình sẽ mở cái nắp máy xem là cái điều gì khác giữa hai cái động cơ của GLC và XC60. Chiếc xe này thì sử dụng động cơ 2.0, 258 mã, 370 Nm. Cái sự khác biệt giữa hai cái động cơ của hai chiếc xe này ấy, là bởi vì chiếc Volvo này là dùng cái động cơ T8 Recharge. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có thêm một cái động cơ điện được gắn ở ngay cầu sau. Có nghĩa là gì? Ở đây là cầu trước là tôi chạy bằng động cơ xăng, và cầu sau dẫn động bằng điện, cầu trước dẫn động bằng cầu xăng, kết hợp lại. Chính vì vậy cái tổng công suất khi mà kết hợp lại nó là rất lớn. Đấy, cái thứ hai là cái mô men xoắn cũng rất là khủng khiếp. Chúng ta sẽ thường thấy những cái chỉ số đấy nằm trên những mẫu xe kiểu như Porsche Turbo hoặc là những mẫu siêu xe. Khi mà kết hợp điện đó thì nó sẽ sinh ra được cái công suất, bởi vì điện nó sinh công rất là lớn và cái mô men xoắn nó lớn. Thì ở đây chúng ta có thể thấy này, đấy, đây là một cái bộ, mình nghĩ rằng là cái bộ là sẽ là cái bộ Invex đó. Và nếu như chúng ta kích cái gầm lên thì chúng ta sẽ thấy rằng là nguyên cái cầu sau sẽ dẫn động hoàn toàn bằng motor điện, bằng động cơ điện. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần kết cấu cũng rất là quan trọng. Trên những cái mẫu xe hạng sang thì thông thường là những cái dàn gầm, dàn treo nó cũng rất là khác biệt. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn vào cái hệ thống treo trước. Thì kể cả treo của XC60 này, treo trước này đều là sơn đòn kép hết, nếu mình nhớ không nhầm. Ở đây nó hơi khó nhìn, và đặc biệt là những cái càng kích thước rất là lớn và đều là bằng hợp kim, có vẻ như là hợp kim nhôm. Và cái thép sàn nó rất là dày. Đó. Và phía sau này đi, hệ thống treo sau này thì bạn cũng sẽ thấy toàn bộ là treo đa điểm ở dưới gầm. Và cái thứ hai là những cái đòn, đấy, mình gọi là càng trên càng dưới, thì đều là bằng hợp kim nhôm rất là chắc chắn. Đấy, và nếu nhìn sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy một cái động cơ điện nó gá ngay đây. Cái cách mà tạo cái sự cân bằng ở cái phần đuôi xe của cái cấu trúc dàn treo của XC60 nó cũng rất là khác biệt. Bởi vì sao? Những chiếc xe tới từ của Volvo là Thụy Điển, mà những cái đất nước rất là nhiều tuyết, vâng, cho nên họ hướng cái sự cân bằng rất là cao. Với một chiếc GLC 300 AMG này thì đằng trước nó cũng tương tự như là chiếc Volvo XC60, cũng sử dụng cái xương đòn kép đấy. Xương đòn kép, vâng. Và cái thứ hai là nếu mà nhìn cái kích thước của damper, cái bộ giảm chấn nó rất là to. Đúng rồi. Cái hai là cái lò xo. Đấy, và cả hai cái cấu trúc dàn treo trước của hai chiếc xe này nữa, nó đều đẩy được cái tấm lái vào gần đến giữa bánh. Thế chính vì vậy cái góc lái của hai xe nó đều rất là tốt. Vâng. Đấy. Với những cái mẫu xe đến châu Âu thì cái việc mà đẩy cái tâm đòn lái ảo thì có lẽ là chúng ta hơi khó để nhìn biết. Nhưng mà với một cái mẫu xe châu Âu, khi mà chúng ta đánh lái mà vào góc cua mà xe chúng ta là đang đứng yên chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là cái bánh bình thường là nó sẽ cua như thế này. Còn với xe châu Âu thì nó sẽ hơi nghiêng vào bên trong một chút để tạo ra được một cái bán kính quay đầu nó tốt hơn. Cái thứ hai là cái việc đấy nó tạo ra cái camber tốt, nó làm ra cái camber âm, thì nó tạo ra cái hiệu năng lái thể thao tốt. Đối với cả GLC này thì cái dàn treo sau thì nó che bởi cái đòn dưới ấy, nó che bởi tấm nhựa. nhưng mà có vẻ như nó là bằng thép chứ nó, và cái kích cỡ cái tay đòn dưới nó cũng không to bằng trên cái cái XC60. Đây thì cái phần không gian của cốp xe trên GLC đây. Về kích thước tổng thể của hai xe thì chúng tôi xin phép là đưa lên màn hình để các bạn có thể tiện theo dõi, nhưng về cái độ lệch của trục cơ sở ấy thì nó không lệch quá là nhiều đâu. Chiếc XC60 này thì là không được trang bị bệ bước ở đây. Nhưng mà có phần ốp bằng chrome này, sáng này, trên cái phần abule này nhìn đây. Có chữ Recharge ở đây là thể hiện cho đồng hồ đấy, tôi Recharge đấy. Cực hay. Nó có một cái số cái trang bị khá là tương đồng khi mà cái số lượng cảm biến trên cái tay nắm cửa là như nhau. Giá nóc thể thao. Đấy. Nhưng chúng ta lại quay trở lại một chút về cái phần thiết kế. Nếu như chặt ngược cái phần này ra thì anh rất thích, nhưng phần đuôi này có gì đó anh vẫn cần là, anh mong muốn là nó phải đẹp, nó khỏe hơn một chút. Trong mắt anh thì nó hơi bị yếu. Nô xe này thì có đá cốp, những cái đấy trang bị rất là cơ bản rồi. Cái cốp này khá là rộng. Theo như cái cảm quan của em, mình tạm thời không nói cái thông số, thì em thấy là cái cốp của chiếc XC60 này có phần rộng hơn một chút. Chiếc này là sạc đầy pin là đi được đâu đó khoảng 80 km. Rất là tốt. Với một dòng điện, nếu mà di chuyển thường xuyên trong phố thì chúng ta tiết kiệm được một lượng nhiên liệu rất là đáng kể. Giữa cái việc là từ 7-8 lít xuống tới khoảng 4 lít, hơn 4 lít hoặc là 3 lít, nó là tiết kiệm được một nửa. Đúng rồi. 50% trong cái phần chi phí sử dụng. Không hề ít. Chiếc GLC 300 4MATIC này thì nó bên trong nội thất nó hơi khác với bên ngoài một chút. Bên ngoài AMG nhưng mà bên trong thì lại theo cái thiên hướng là exclusive. Những cái chi tiết ốp gỗ này, rồi da, rồi những cái chrome các thứ này thì tương đối đẹp. Nhưng mà cái em thích nhất ở chiếc GLC 300 này là hai cái màn hình. Màn hình sau vô lăng và màn hình điều khiển ở trung tâm đây. Cam đẹp nhỉ. Cam thì nhìn đẹp, rất là ngon. Cam mạc thì đỉnh rồi, Porsche còn phải ghen tị. Em thì em hơi tiếc chiếc này một chút là cái Apple CarPlay và Android Auto lại phải cắm dây, chứ không kết nối không dây. Loa là 13 loa boom, nghe nó cũng tương đối được. Loa boom. Mạc này thì cái hay cái là về cái phần thiết kế, cũng như là ví dụ như những cái phần đèn viền nội thất 64 màu thì người Việt chúng ta khá là thích. Cái hai thế là cái mẫu AMG này ấy, là nó có cái mà anh rất là thích là cái Drive Mode này này. Đấy, nó có cái Sport Plus. Đấy. Cái chế độ này đạp khá là phê. Bởi vì dù sao là mạc vẫn là thương hiệu của Đức mà. Quay lại một chút với cái phần vô lăng này thì đây cũng là một cái kiểu vô lăng thiết kế, nói chung là nó không quá là thể thao, nhưng mà khi cầm lái thì em tương đối thích, bởi vì nó có lẫy chuyển số sau vô lăng này, và các cái phím bấm ở trên đây của nó là dạng cảm ứng nhiều, khiến cho mình thao tác các thứ ở trên xe nó cũng khá là thuận tiện. Da ở trên mạc này thì chỉ là da Tico thôi, nó chưa phải là da Napa, nhưng mà theo cá nhân em cảm nhận thì tất cả những cái mảng vật liệu da ở trên xe là da mềm, và cái da này là ngồi tương đối được bền. Ghế ôm người. Về trang bị đi, chúng ta xem phần trang bị này. Đầu tiên là có sạc không dây này, kết nối CarPlay nhưng là có dây này. Đấy, điều khiển MBUX này. Đấy, bàn di, nhưng cái bàn di này anh cũng không thích lắm, khó dùng. Đúng rồi. Sau này cái hệ mới mới là dùng màn hình với giọng nói hết đấy. Ok. Rất nhiều các cái khe cắm Type-C. Xét về cái không gian ở hàng ghế thứ hai của cái xe này thì cá nhân em cũng cảm thấy là nó chưa thực sự hài lòng lắm, bởi vì cái không gian ngồi nó hơi hẹp. Được cái là ở đây nó có cái cửa sổ trời bên trên này thì anh em mình đi là cảm giác nó sẽ thoáng đãng hơn. Đấy, bên tỉ tay này. Đây anh thử ngồi vào giữa. Cái này đi 5 người thì ngồi đây hơi khoai nhỉ? Em nghĩ là đi gần thôi. Đấy. Tạm là được. Ở sau đây thì cũng có cửa gió điều hòa. Chiếc này thì điều hòa là hai vùng độc lập. Đây có hai cái khe cắm Type-C này. Một đầu điện áp 12. Ambient Line khắp nơi. Loa boom ốp. XC60 này em có thấy cảm giác đầu tiên nó được bảo vệ không? Chồng nó chắc chắn nhỉ? Chắc chắn. Rồi. Nếu như xét về thiết kế thì nó lại khá là đối nghịch so với cả các cái dòng mạc GLC, hoặc kể cả so với BM, kể cả Audi luôn. Bởi vì nó có cái gì đấy nó hơi trầm. Con này nếu mà trang bị loa là 15 Bowiekin. Anh đánh giá là Bowiekin nghe vẫn phê hơn Burmester. Đấy là cảm quan của anh. Gỗ này cũng rất là mộc. Nhưng mà XC60 T8 này có một số cái lại khá là sang, ví dụ như là cần số pha lê này. Đấy. Nhưng nếu như xét về phần nhìn thẳng trực diện vào màn hình và giao diện. cũng như là cam 360. Thì ba cái này anh vẫn đánh giá là GLC nó có phần đỉnh hơn trong mắt của giới trẻ. Dạ, đúng không? Đấy. Còn về mặt trang bị thì bây giờ mình có thể liệt kê ra như này: 15 power, Wikin là chia sẻ rồi, kết nối CarPlay là không dây. Đấy. Có lẽ trên GLC thì chúng ta sẽ chờ cái bản GLC mới về thì sẽ có những cái phần trang bị, nhưng mà anh lại không tìm thấy cái sạc không dây của chiếc xe này ở đâu. Đúng ạ. Và cái phần khu vực này là có vẻ như cái không gian để đồ ấy là nó hơi nhỏ so với cả GLC. Còn phanh tay điện tử Auto Hold, những cái đấy nó là quá tiêu chuẩn trên những cái dòng xe sang kiểu này rồi. Nó cũng có một cái yếu tố nữa là đối với GLC thì em sẽ thấy là có Comfort, có Normal, có Sport, Sport Plus, nhưng chiếc xe này Driving thì là Hybrid, Power, Pure, Off-road và All-wheel drive, để chế độ All-wheel drive. Đấy. Nhắc đến những cái chế độ lái này thì ngay khi anh chuyển sang Power là chiếc xe lúc đấy em mới cảm nhận được là động cơ nó hoạt động. Chứ từ lúc nãy đến giờ lên xe là em đâu nghe thấy cái gì đâu. Đúng rồi, Ready ở trên này thôi. Có chữ Ready. Cái yếu tố nữa là nếu như bạn dùng ấy thì bạn sẽ không có một cái phím vật lý nào để bạn chuyển cả. Đúng rồi. Đúng không? Mà bạn chỉ có thể nhấn vào đây. Có nghĩa là gì? Tôi hướng tới cái sự cân bằng và bạn nên chọn một cái lựa chọn trước. Còn kia là khi cần phát bạn gầy phát là nó sang Sport Plus. Còn đây bạn nên chọn trước, bởi vì bạn mất nhiều bước chọn hơn. Thì với Volvo họ tối giản, dần dần người ta tối giản. Cái này yêu ghét thích thì là tùy thôi nhá. Nó có một cái yếu tố nữa là trên chiếc xe này hệ thống điều hòa cực hay. Đây này, có lọc bụi mịn. Đây là cái mà lên xe anh chuyển điều hòa là em nhìn thấy ngay này. Air Quality này, phải không? Cái nữa là riêng cái phần quay trở lại phần âm thanh thì ở đây mình có các cái concert hall. Đấy. Thì mình chọn này, ra club hay concert hall này, nghe cực hay. Và vô lăng thì thực sự vô lăng là không có gì nổi bật cả. Đúng. Chiếc xe Volvo nào cũng như chiếc Volvo này. Và có một thứ mà Volvo, hầu hết các dòng Volvo ở Việt Nam đều được trang bị, đấy chính là hỗ trợ lái. Đó, hỗ trợ lái. Một yếu tố nữa là con này là cũng có HUD này. Đấy. Nhớ vị trí lái thì chỉ có 2 thôi, còn GLC nó là 3. Đấy. Nhìn chung là thiết kế của táp bi cửa, cá nhân như nếu mà nhìn thì nhìn ở táp bi cửa của GLC nó vẫn sang hơn. Đúng ạ. Đó. Về không gian em thấy nào? Em ngồi ở đây thì em thấy nó cũng dứa, nó cũng hẹp như nhau. Nhưng mà có một cái em cảm nhận được đây là cái cánh cửa này anh này. Khi mà mình mở ra thì cái vị trí mà khoảng ra vào là trên chiếc XC60 này nó hơi vẻ như cái bề rộng, cái khoảng ra vào, đúng không? Tức là mình khi bước ra, đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, nhìn GLC là xuống hết được cái kính. Cái kính cái cửa của GLC là nó to hơn, bởi vì nó còn có thêm một cái khoảng ở đây nữa. Đấy. Nhưng cái khoảng kính sau này lại khá là rộng này. Vâng, đấy. Trang bị cửa sổ trời như nhau này. Ở phía sau có cửa gió điều hòa này, trên trụ B và 2 cái khe cắm tay C. Nhìn chung là về trang bị thì có thể nói là giống tới 99% rồi. Đây, cái trụ này cũng giống. Cái phần này nó còn hẹp hơn cái GLC. Đúng rồi. Cái này trụ này nó nhô cao hơn. Nhô cao. Ngồi thì nó cũng đứng như thế, giống nhau thôi. Nhưng có vẻ như cái bề rộng này này, nới rộng là hơn được một chút. Đấy là về cái cảm nhận khi mà mình ngồi trong không gian. Nhưng mà trước này lại cửa sổ không có cái trụ ở đây. Trời. Nhưng mà có một cái mà em cảm nhận được đấy là cái lưng ghế và cái ghế ngồi của chiếc XC60 này cảm giác nó hơi đứng hơn một chút. Ba, 2, 1, bắt đầu. Thật sự là quá ấn tượng, em phải nói là quá ấn tượng luôn. Anh chỉ biết cười thôi. Sport Plus ở chiếc xe này nó không là gì cả. Không lại được em ạ, 462 mã, 709 Nm. Nhưng cái quan trọng là đóng cầu sau nó toàn đóng bằng điện 100%. Chiếc xe của em rất động 4 bánh toàn thời gian, 258 mã và 370 Nm một con xoắn. Đây cũng 4 bánh toàn thời gian, số chỉ có 8 cấp thôi, nhưng mà cái chỉ số về mã lực và quan trọng là cái hiệu suất, cái công suất của cái động cơ điện nó mang lại một cách quá khủng khiếp, quá khủng khiếp. Nếu mà để xét về cái khả năng tăng tốc tính từ 0 km/h thì chiếc xe của anh thực sự là quá ấn tượng anh ạ. Thực ra với cái máy 2.0 lại thêm cái động cơ điện như thế này thì kể cả Porsche Macan rồi là X3 rồi kể cả GLC thì bởi vì cái chỉ số công suất của nó cũng chỉ khoảng 200 mấy thôi nếu mà dùng máy 2 chấm. Macan mà 3 chấm thì chỉ khoảng 353, 360 gì đấy thôi. Đấy. Như vậy là mà trên này 462 thì nó hơn tới hơn 100 nữa. Đấy. Mà so với GLC thì nó hơn lại còn quá nhiều nữa. Thế chính vì vậy cái khả năng tăng tốc phải nói là của XC60 T8 Recharge này phải quá là ấn tượng, đúng không? Rồi điều đó nó cũng lý giải vì sao mà giá nó cũng cao hơn. Và cái phần vô lăng cũng như là cái cấu hình của động cơ giúp cho chiếc xe có những cái phản hồi khác nhau. Thôi, nhìn chung là về khả năng tăng tốc, bởi vì nó chênh lệch khá nhiều về cái chỉ số công suất và cấu hình của động cơ. Ta sẽ nói sang chuyện khác nhá. Nói gì thì nói chứ chiếc GLC 300 của em thì cũng là một trong những cái mẫu SUV đô thị mà nó có được cái khả năng vận hành tương đối là ổn định và tốt. Với cái cảm giác lái của một chiếc xe mẹc thì có lẽ là cũng không phải nói quá nhiều nữa. Nó tạo cho chúng ta một cái cảm xúc lái rất là đặc biệt. Thực ra thì với GLC thì có thể nói là một trong những cái sản phẩm gây nên tiếng vang cực kỳ lớn của mẹc. Khi mà nhìn cái doanh số bán cũng đã biết là cái sự phù hợp với cái điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên là XC60 thì lại có cái chất riêng là tới từ Thụy Điển, đúng không ạ? Mỗi mẫu xe nó sẽ có những cái ưu điểm và những cái điểm chúng ta hay gọi là nhược điểm nếu so sánh trực tiếp với nhau. Tuy nhiên những cái điều đấy nó sẽ phù hợp theo các cái tập khách hàng khác nhau, cái đối tượng khách hàng khác nhau. Cái chiếc GLC 300 4MATIC này thì em đánh giá rằng nó mang lại cho những cái người trải nghiệm cầm lái một cái cảm giác gì đó nó tương đối là thể thao. Nhưng mà nếu mà để nói về cái sự cân bằng thì em lại đánh giá là chiếc XC60 của anh nó được cái phần cân bằng và ổn định hơn. À, có chiếc VinFast đỏ một giờ xong này hay là phải rủ Depa với cả XC60 cái nhỉ? À, lên là không lên được đâu. Đấy, cũng ngứa đấy. Có tí xe điện đóng nhanh anh ạ. Đấy là cái giá trị của điện đấy. Điện khí hóa, điện mà nhanh như điện, đúng không? Thế mà Volvo lại có thể làm được vừa xăng vừa điện mà điện cầu sau đó đóng phát một luôn. Nhưng không hiểu sao đối với cả XC60 này hộp số 8 cấp thôi nhưng mà nó rất là mượt. Đấy. Tức là đôi khi chúng ta nói về 8 hay 9 hay 10 cấp, nó là về cái cấp số. Còn làm thế nào đó để nó sự mượt mà, cái độ chính xác, rồi những cái phần lập trình, rồi điều khiển, rồi gọi là cơ điện tử, rồi nói chung tóm lại nó là công nghệ để làm nào để nó mượt mà khi cần mà lại cũng bốc khi cần. Thì thực sự đấy là những cái bí kíp, những cái công thức gọi là bí mật của các hãng xe. Quay lại với chiếc GLC 300 4MATIC. Thôi, anh Volvo XC60 T8 Recharge này, anh ấy chơi cả xăng lẫn điện, anh ấy đóng cho phút mốt. Thế thì mình cũng mệt đấy. Nhưng mà quay lại với giá trị của một chiếc GLC 300 4MATIC. Ở đây chúng ta có gì ạ? Chúng ta có một chiếc xe thuộc thương hiệu ngôi sao ba cánh, có một cái cảm giác lái và một cái cảm xúc khi mà chúng ta cầm lái tương đối là thích thú. Không phải là một chiếc xe thể thao, nhưng khi chúng ta vận hành ở trong đô thị, 258 mã lực đạt được từ những cái giải vòng tua khoảng 5.800 cho đến 6.001. Thì theo mình đánh giá đây là một cái động cơ mang lại cho chúng ta cái trải nghiệm lái thể thao ở trong phố. Và ngay khi chúng ta lên đến những đường cua, đường đèo thì hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC chắc chắn nó đáp ứng cho chúng ta những cái cú cua rất là ngọt. Và thường thì chúng ta cầm lái một chiếc xe châu Âu thì các bạn biết rồi đó, cái khả năng ổn định và cái độ chắc chắn của xe là không phải bàn tới. Ngoài ra thì chiếc GLC 300 4MATIC này còn được trang bị cái hệ thống treo thích ứng. Còn nói về đánh giá về cái cảm giác về vô lăng này thì thực sự là đối với mẹc, đối với mẫu xe từ Đức luôn luôn có một cái gì đó nó tạo ra cái phản hồi mặt đường và cái độ chính xác khi cầm lái khá là tốt, thì cái điều mình đánh giá cao hơn. Với Volvo thì là do xuất xứ từ gì? Từ những cái đất nước là Bắc Âu, một năm tuyết rất là nhiều mà chạy trên đường tuyết nhiều. Thế cho nên tôi cần cái sự an toàn và cái sự cân bằng hơn. Đó. Còn đối với cả gì GLC là tôi là Autobahn, không giới hạn tốc độ, đúng không? Đấy. Thế để tôi thỏa cái gì? Cái chất của người Đức là thể thao và nó phải hardcore. Đấy, thì mỗi cái xe nó hướng tới sự khác nhau. Thì đây là một trong những cái mà video mà chúng tôi làm để hy vọng rằng quý vị các bạn có thêm được những cái thông tin tham khảo đó trong cái dòng xe tầm giá từ 2,5 tỷ đến 3 tỷ. Đó, hy vọng là các bạn sẽ có những cái quyết định chính xác để phù hợp với gì? Với cái sở thích, với cái nhu cầu và cái điều kiện sử dụng của mỗi người. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.